Rồi. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hoàng Thanh đến từ nhà phân phối Mitsubishi Kim Liên Quảng Bình. Tôi bán xe cũng rất là lâu năm rồi, nhưng mà tôi rất hay gặp một cái trường hợp trong quá trình khách hàng sử dụng xe, đặc biệt là đối với là những người vừa mới mua xe và vừa mới sử dụng xe, đó là gì? Đó là tình trạng quên tắt đèn, quên đóng cửa, hoặc là để xe lâu ngày, hoặc là sử dụng xe quá lâu và chưa biết cách chăm sóc ắc quy như thế nào để mà giúp cho cái xe vận hành cách tốt nhất. Đặc biệt là thường thường tôi hay nhận được những cuộc gọi vào sáng sớm, đó là em ơi, cháu ơi, tại sao lại cái xe của chú của anh chị lại không thể khởi động được, và khi mà lên trên xe thì toàn bộ hệ thống điện nó tắt ngúm. Thực ra nguyên nhân nó rất đơn giản, thì như quý vị thấy trên xe của mình sẽ có một cái ắc quy, thì đây chính là cái ắc quy của xe. Thì đây chính là cái ắc quy nó giúp cho cái xe của mình khởi động vào những lúc mà chúng ta cần sử dụng đến. Thì cái ắc quy này nếu như mà chúng ta quên tắt đèn, đặc biệt là hệ thống đèn của xe, thì nó sẽ làm cho cái xe nó, cái pin nó bị tiêu điện rất là nhanh, hoặc là thậm chí là quên đóng cửa hoặc quên tắt cái đèn trần, thì nó sẽ làm cho xe bị tiêu điện rất là nhanh. Và khi chúng ta khi mà cái ắc quy này nó tiêu hết điện ấy, thì chúng ta lên cái xe thì gần như là chúng ta không thể khởi động được đó. Khi gặp vấn đề này, thường thường là khách hàng hay gọi điện để cho showroom. Thì trong cái bài post này tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng ắc quy như thế nào là đúng cách. Tất nhiên nếu như trong trường hợp mà ắc quy của quý vị nó bị hết điện rồi ấy, thì đối với thương hiệu mà do tôi phân phối ra, đặc biệt là có một số khách hàng ở công ty cũ của tôi ấy, nếu như trong quá trình tôi đi tôi tiến đường hoặc tôi ở gần thì tôi sẽ để hỗ trợ, còn không tôi sẽ hướng dẫn cách để làm sao đó khởi động được xe. Thì như xe của tôi là đến giờ phút này là tôi dùng xe cùng cái xe đó là đến 4 năm rồi, 4 năm tôi chưa hề một lần thay ắc quy, và đến giờ phút này tôi chưa một lần bị tiêu điện. Mặc dù trên xe tôi lắp khá là nhiều như loa súc hay là màn hình hay cả cái thiết bị điện, nhưng mà chưa một lần hết điện, bởi vì do cách sử dụng của tôi thôi. Trong quá trình bảo dưỡng xe cũng như trong quá trình sử dụng xe thì tôi biết cách như thế nào để mà cái ắc quy của tôi được tốt nhất. Và trên xe của tôi luôn luôn có hai có một cái dụng cụ cứu hộ liên quan đến ắc quy, đó là một bộ dây cầu bình hoặc là một bộ mà tôi đang cầm ở trên tay đây. Đây chính là một bộ kích bình mà tôi luôn luôn mang theo ở bên xe của mình để phòng cho mình trong trường hợp mà mình bị hết ắc quy, hay là trong trường hợp mà tôi dùng để cứu hộ những khách hàng hay là bạn bè thân thiết của tôi khi tôi ở gần. Thì như quý vị thấy những cái xe Xpander trong cái clip này nó đang bị tiêu điện. Tiêu điện thì là do nguyên nhân là nhân viên của tôi quên đóng cửa và bật các hệ thống điện ở trên xe và quên tắt, đặc biệt là hệ thống đèn, thì nó dẫn đến cái tình trạng nó lên xe không thể khởi động được. Thì tôi bắt đầu sử dụng cái bộ cứu hộ mà mình bỏ lên xe. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng bộ cứu hộ này. Đây là một bộ cứu hộ mà tôi đánh giá rất là cao, bởi vì tôi đã nghiên cứu rất kỹ trước khi đặt về. Đây, trong cái bộ cứu hộ, dụng cụ cứu hộ này nó sẽ có một cái bộ dây dùng để kích pin và một cục pin. Thì đối với cái cục pin này nó có rất nhiều tác dụng. Ở đây là nó vừa dùng để sạc sơ cua được và dùng có thể kích pin được, và thậm chí là nó có luôn cả đèn pin. Tức là trong trường hợp mà chúng ta buổi tối chúng ta cần phải soi thì chúng ta sẽ bật đèn pin này lên. Mọi người lưu ý cái clip này là chủ yếu để hướng dẫn cách kích pin trong trường hợp xe của chúng ta bị tiêu điện thôi. Còn tôi không bán cái này. Cái này thì quý vị có thể tìm ở trên mạng rất là nhiều. Đó là bộ kích pin 70 mai. Và cái xe Xpander, bây giờ tôi bắt đầu kích cái xe Xpander lên. Cái xe này nó đang bị tiêu điện thôi. Để kiểm tra tất cả là cái xe này nó bị tiêu điện, tôi mới căng cam men. Như quý vị thấy chìa khóa đang nằm ở trong xe, nhưng tôi không thể khởi động xe được. Đấy, tôi không thể khởi động xe được đó. Và bây giờ tôi sẽ bắt đầu kích bình. Đầu tiên thì chúng ta gắm cái bộ dây này vào trong cái này, thì cái đèn nó sẽ báo đèn xanh và đèn đỏ đó. Và bây giờ tôi bắt đầu gắm đúng cực. Quý vị lưu ý nhá, chúng ta phải làm đúng cực nhá. Ở đây là cực dương tức là màu đỏ, thì tôi sẽ kẹp vào cực dương của ắc quy, và đây là màu đen tức là cực âm của xe. Đấy, sau khi kẹp vào thì chúng ta nhấn một cái nút ở đây,
Tức là cái nút này thì nó sẽ có tác dụng là giúp cho cái hệ thống kích nó bắt đầu hoạt động. Bây giờ tôi sẽ lấy xe thì khởi động cái xe này. Đây, mọi người nhìn nha. Đây rất là đơn giản, là chỉ việc. Đây, như các bạn thấy đấy, quý vị thấy đấy, cái xe đã được kích pin trở lại. Đó. Và đối với những cái bộ dụng cụ này cũng rất quan trọng khi mà chúng ta về quê, chúng ta sơ ý, chúng ta quên tắt đèn. Đấy, quên tắt điều hòa hoặc là thậm chí là cái đèn chân này thôi. Chúng ta chỉ cần để một đêm thôi, sáng mai nó sẽ bị tiêu điện. Thì quý vị khi mà dừng xe lại ấy, thì phải luôn luôn lưu ý đó là tắt toàn bộ hệ thống điện ở trên xe và đóng kín cửa, khóa cửa. Thì lúc đó điện nó sẽ không còn bị tiêu rất là nhanh nữa. Đặc biệt là khi chúng ta đi công tác, nếu như đi công tác xa hoặc là để xe lâu ngày không đi khoảng tầm nửa tháng hay một tháng là chẳng hạn, thì theo kinh nghiệm của tôi là nên rút một cọc bình ở trên ắc quy, lúc đó xe nó sẽ không bị tiêu điện nữa. Khi chúng ta về thì chúng ta gắm lại, gắm cọc bình trở lại thì chúng ta sẽ ắc quy chúng ta sẽ không bị tiêu. Thì trên đây là cái cách hướng dẫn sử dụng cấu bình và sử dụng ắc quy thế nào là đúng cách để mà cho quý vị có thể phòng ngừa những cái xe mình bị hết bình. Qua đây thì tôi cũng muốn nhắn nhủ rằng là đối với thương hiệu Mitsubishi tại Quảng Bình, đối với những khách hàng đã sử dụng và tin tưởng dòng sản phẩm Mitsubishi, trong quá trình sử dụng xe nếu như xảy ra sự cố liên quan đến ắc quy thì hãy điện cho chúng tôi theo số điện thoại hotline 0932 887373, thì sẽ có nhân viên của chúng tôi tư vấn và hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất. Còn nếu như trong trường hợp mà tôi ở gần thì tôi sẽ đến và hỗ trợ. Tất nhiên là có những lúc tôi đi công tác hoặc là tôi ở xa thì tôi không thể đến hỗ trợ được, thì tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị khách hàng cách để có thể khởi động lên cái xe của mình. Đấy, thì bây giờ sau khi khởi động xong xuôi thì tôi sẽ rút hai cọc bình ra và tôi cất cái đồ dụng cụ của hồ của tôi vào trong cột trở lại rất là gọn, và nó chỉ chiếm một cái góc rất là nhỏ ở trên cái cột xe của mình thôi. Nhưng mà lúc nào thì tôi cũng có thể hỗ trợ được bạn bè của tôi cũng như là khách hàng của tôi, hay là thậm chí là cho chính bản thân tôi trong trường hợp xe của tôi bị hết điện đó. Thì các bạn và quý vị có thể tìm cái bộ dụng cụ này ở trên mạng rất là nhiều. Đấy, như quý vị thấy đấy, đặc biệt là đối với các showroom thì bộ dụng cụ này rất cần, nó sẽ giúp cho chúng ta kích điện trong trường hợp xe để trên kho lâu ngày hoặc là nằm ở cảng lâu ngày thì ắc quy nó bị tiêu hết rồi. Đấy, như quý vị thấy bây giờ cái xe bắt đầu là được khởi động lại đâu, tôi sẽ thử bật đèn lên này đây đó, và bật đèn lên quý vị nhớ tắt nha. Đấy, thì sau khi mà khởi động lên được rồi ấy, thì để cho cái ắc quy này nó được nạp đi thì chúng ta nên để máy nổ như thế trong vòng khoảng 20 phút đến 30 phút. Lưu ý nha, chúng ta vừa khởi động lên nhưng chúng ta tắt liền thì lúc đó quy định trong nó chưa được sạc đâu. Chúng ta cứ để nổ như thế này khoảng 20 phút sau thì mọi chuyện trở nên ok. Đó. Thì trên đây vừa rồi là tôi đã làm một cái clip để hướng dẫn sử dụng ắc quy như thế nào là đúng cách, và nếu như trong trường hợp sẽ bị tiêu điện bình ắc quy thì chúng ta cần phải làm những cái gì. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thì mọi thắc mắc xin điền vào số hotline tôi để ngay dưới video clip, hay là xin mời để với nhau của Mitsubishi Kim Liên Quảng Bình ở địa chỉ quốc lộ 1A số 253 Quang Trung, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Chúng tôi luôn luôn cố gắng nỗ lực làm sao để mà có thể chăm sóc khách hàng của mình một cách hoàn hảo nhất. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý xem video clip.